Sau trận thua 0-4 trước Iran vào tối qua, 21 tháng 9, Olympic Việt Nam đã rơi xuống vị trí thứ 3 tại bảng B. Hiện tại, thầy trò ông Hoàng Anh Tuấn có 3 điểm, hiệu số bàn thắng bại trừ 2, xếp sau Olympic Iran, Olympic Saudi Arabia, cùng 4 điểm. Ở lượt cuối Olympic Việt Nam sẽ thi đấu với Olympic Saudi Arabia, 18:30, 24 tháng 9. Tại ASEAN 19, môn bóng đá nam được chia thành 6 bảng với 21 đội tham dự gồm 4 bảng có 4 đội, 1 bảng có 3 đội và 1 bảng có 2 đội. Vòng 1/8 sẽ lấy 16 đội gồm 12 đội đứng nhất, nhì các bảng và 4 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất, bảng có 2 đội vào thẳng vòng 1/8. Trong 5 đội đứng thứ 3 của các bảng sẽ có 4 đội giành vé vào vòng 1/8. Điều này mang tới hy vọng cho thầy trò ông Hoàng Anh Tuấn trước lượt đấu cuối. Vậy kịch bản nào sẽ đưa Olympic Việt Nam đi tiếp? Olympic Saudi Arabia được đánh giá cao hơn hẳn Olympic Việt Nam. Tuy nhiên, khả năng xảy ra bất ngờ ở các giải đấu trẻ luôn rất cao. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia cũng như U23, Việt Nam từng nhiều lần đánh bại các đội bóng Tây Á. Bởi vậy, mục tiêu chiến thắng trước Olympic Saudi Arabia hoàn toàn có thể thực hiện. Nếu giành chiến thắng trước Olympic Saudi Arabia, thầy trò ông Hoàng Anh Tuấn sẽ có 6 điểm và chắc chắn sẽ có một trong hai vị trí đầu bảng. Bất chấp kết quả trận đấu giữa Olympic Iran và Olympic Mông Cổ, đồng nghĩa hiên ngang giành vé vào vòng 1/8. Nếu Olympic Việt Nam hòa Saudi Arabia, gần như chắc chắn thầy trò ông Hoàng Anh Tuấn đứng ở vị trí thứ 3, trừ trường hợp Olympic Mông Cổ thắng từ 7 bàn trở lên trước Iran, điều gần như không thể xảy ra, thì Olympic Việt Nam vươn lên nhì bảng B. Ở vị trí thứ 3, Olympic Việt Nam phải phân hạng cao thấp cùng các đội xếp hạng thứ 3 của các bảng đấu khác. Nguyên tắc xếp thứ hạng của các đội thứ 3 là chỉ tính kết quả các trận gặp hai đội đầu bảng, bỏ đi kết quả gặp đội cuối bảng. Như vậy, khi ấy Olympic Việt Nam có 1 điểm và hiệu số bàn thắng bại trừ 4, khả năng đi tiếp khá mong manh. Tại bảng A, Myanmar đang đứng thứ 3 cùng có 3 điểm như đội xếp thứ 2 Ấn Độ, cùng hiệu số trừ 4 nếu chỉ tính kết quả với đội đầu bảng. Như vậy, nếu trận đấu này có kết quả thắng thua, Olympic Việt Nam sẽ chắc chắn đi tiếp khi có điểm trước Saudi Arabia. Ở bảng E, Thái Lan và Kuwait đều đang có 1 điểm và sẽ gặp nhau tại lượt cuối. Nếu Hàn Quốc thắng Bahrain, Thái Lan hoặc Kuwait có thể giành ngôi nhì bảng nếu thắng trận cuối, khi đấy bảng đấu này cầm chắc 3 tấm vé đi tiếp. Nếu Thái Lan, trừ 4, hòa Kuwait, trừ 9, đội đứng thứ 3 của bảng E sẽ có 2 điểm khi đi so sánh các đội đứng thứ 3 và cũng rộng cửa đi tiếp. Ở bảng F, Olympic Indonesia gặp Triều Tiên ở lượt trận cuối, Đài Loan, Trung Quốc sẽ gặp Kyrgyzstan. Nếu Indonesia hay Kyrgyzstan đứng thứ 3 của bảng F, họ sẽ không có điểm khi so sánh với các đội thứ 3 và chắc chắn xếp dưới Olympic Việt Nam. Trong trường hợp Đài Loan vẫn đứng thứ 3 như hiện tại, họ đi tiếp do đang có 3 điểm. Trong 5 đội xếp thứ 3 hiện tại, có 4 đội chưa có điểm và Olympic Việt Nam, Olympic Myanmar có cùng hiệu số bàn thắng bại trừ 4, xếp ở những vị trí cuối cùng. Nếu Olympic Việt Nam thua Saudi Arabia, cơ hội đi tiếp vẫn còn nếu đội xếp thứ 3 ở một trong 4 bảng đấu còn lại, A, D, E, F, có hiệu số bàn thắng bại thấp hơn Olympic Việt Nam. Tuy nhiên, khả năng này không cao, bởi những đối thủ cạnh tranh với Olympic Việt Nam đều không gặp phải những đối thủ mạnh đồng thời còn mục tiêu chiến thắng, giống như Saudi Arabia. Vì vậy, nếu thua trận thứ 2 liên tiếp, khả năng về nước sớm của Olympic Việt Nam sẽ rất cao.